Vâng, em Vương Bắc Giang này xin được gửi một lời chào đến toàn thể các bác, các anh chị em trên mọi miền Tổ quốc và những ai cập nhật được cái video ngày hôm nay của em thì em xin phép được gửi lời chào. Thì bây giờ em sẽ đi giới thiệu chi tiết. Hôm nay em làm một cái video ngắn này để giới thiệu về cái mẫu kéo cắt cành. Thì em cũng làm nhiều video là về test kéo cắt cành và hướng dẫn sử dụng kéo cắt cành làm sao cho hiệu quả. Thì cũng nhiều anh em cập nhật được. Và em làm video này mà những ai chưa cập nhật được thì theo dõi video của em và tham khảo cái mẫu kéo cắt cành hoa quả trên cao, rất là tiện ích này. Thì đây là cái thùng kéo, đây là những cái thùng kéo nhé, các bác thấy đây, đây là những cái thùng kéo đây, lô kéo, tất cả đây là thùng kéo hết. Thì đây em vừa bóc thùng này ra, em lấy 5 chiếc đi em gửi cho khách rồi, 4 chiếc, đây còn là 6 chiếc nữa, đây, rồi 4-6 chiếc trong này. Đây thì các bác có thể tham khảo cái mẫu kéo của nhà em. Thì cái mẫu kéo cắt cành ở trên cao này là hàng ấy, là hàng đây thì em giới thiệu cụ thể cho các bác xem. Em giới thiệu từ cái thiết kế chính của kéo đi. Hàng ấy thì là hàng của Santa. Hàng Santa đây, made in Taiwan. Đây, hàng Santa made in Taiwan có nghĩa hàng của Đài Loan nội địa đấy các bác lưu ý nhé. Cái hàng này là hàng nội địa của Đài Loan. Chất lượng thì rất là tốt. À, tất cả những cái chức năng sử dụng thì nó đã bao gồm ở cái mặt bìa đằng sau, bóp kéo này, khóa kéo này, xoay kéo 180 độ này, cái tay cầm của kéo này di chuyển lên xuống này, rút lên rút xuống này, có lưỡi cưa này, có lưỡi kéo này, kẹp cắt hoa quả ở đây này, đấy, đầy đủ hết thì nó đã bao gồm ở trên cái tờ bìa này rồi. Còn ở đây là cái thiết kế chính của kéo. Cái khu vực anh em nhìn thấy màu vàng đây là cái chỗ để kẹp hoa quả. Khi kẹp cành cây, kẹp hoa quả trên cao, các bác hái xuống. Thì khi muốn kẹp thì các bác cứ bóp chặt cái chỗ tay bóp vào, là cái này nó sẽ kẹp lại như thế này. Là các bác đưa xuống, đưa đến nơi các bác nhả ra là nó sẽ rơi ra. Đấy. Còn về cái chỗ cái móc này, đây là một cái móc nhé. Và cái móc này thì để thứ nhất là các bác có thể treo lên tường, treo lên ấy để bảo quản cái kéo. Cái chức năng thứ hai là nó hỗ trợ cùng cái cưa này. Đơn giản như là những cái cành ở trên cao mà các bác không thể cắt được bằng kéo thì các bác chuyển sang cái chế độ là dùng cưa, lắp cái lưỡi cưa này vào như đằng sau đây, người ta hướng dẫn đây, lắp cái lưỡi cưa này vào đây, các bác cưa. Khi cưa xong mà nó vẫn còn mắc ở trên cây ý, thì các bác dùng cái móc này, các bác móc giật nó xuống đấy, thì cái độ hiệu quả nó là độ chính xác rất là cao. Còn về cái lưỡi kéo nhá, cái lưỡi sắt của kéo để cắt ý, thì em cứ bảo hành cho các bác 2 năm, bảo hành cho các bác 2 năm nhá, bảo hành luôn 2 năm đấy, em nói thẳng là mua bảo hành luôn 2 năm. Nếu các bác cứ cắt với đúng cái quy chuẩn của cái kéo, bởi vì nhà em đã sử dụng cái kéo sang năm này là năm thứ 3 rồi, sử dụng 2 năm rồi, bước sang năm thứ 3 rồi nhưng vẫn còn rất là sắc đấy. Đấy là đấy, cái đội Đài Loan người ta tôi rất là kỹ, cho nên là các bác rất là yên tâm về cái sản phẩm kéo cắt cành như thế này. Đấy thì về thân của kéo, ở đây em nói chuyện qua về cái chức năng. Khi muốn bình thường cái mẫu kéo này là 1m8 nhé, bình thường nó là 1m8. Khi các bác muốn dài ra thì các bác bóp vào chỗ này, các bác kéo ra là được. Đây, đây kéo ra được. Đấy. Ở đây là chỗ bóp kéo ra kéo vào, nó có mũi tên để hướng dẫn đây. Ở đây là cái tay cầm anh em có thể di chuyển lên di chuyển xuống này, đây. Đấy, di chuyển lên di chuyển xuống này. Để các bác sử dụng được này. Đấy, về thân kéo thì được thiết kế bằng hợp kim nhôm, nhôm dạng nhôm titan, nhôm mịn đấy, loại này thì rất là bền, chắc chắn, trông cầm lên là thấy chắc chắn rồi. Đây là về cái tay bấm thì đây các bác thấy đây, đây là cái lóc này, cái chỗ khóa đây em bảo em giới thiệu lúc đầu đấy. Và tay bóp này, đây bóp này. Khi muốn sử dụng thì tháo cái khóa này ra và bóp này. Khi sử dụng xong kéo cái khóa này vào. Đấy, cái mẫu kéo này là cái mẫu kéo tay bóp nhé. Tay bóp chứ không phải giật dây. Cái mẫu ngày xưa là mẫu giật dây, nhà em cũng đã từng bán cái mẫu giật dây nhưng mà cái độ hiệu quả là không cao, rất là mệt mỏi. Nó không bằng cái mẫu kéo này. Thì nhà em giới thiệu cái mẫu kéo này lên để cho các bác tham khảo thôi. Thì là về cái sản phẩm như thế này, em đang bán giá ra thị trường ấy thì nó trên dưới 800.000, nó khoảng 800.000 đổ về. Đấy thì các bác nào mà có nhu cầu thực tế đấy, mà có nhu cầu sử dụng ấy thì vui lòng là các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Các bác liên hệ trực tiếp cho em sẽ để lại một cái số điện thoại ở dưới cái phần tiêu đề của mô tả của video đấy. Anh em cứ có cái số điện thoại ở đấy thì anh em cứ alo đến, các bác, các anh chị em cứ alo đến là em sẽ tư vấn về sản phẩm và giới thiệu về sản phẩm cho các bác tham khảo và các bác mua. Thì bên em thì nhận gửi hàng qua đường bưu điện đấy. Hàng về đến nơi thì các bác có thể bóc ra các bác kiểm tra. Đấy. Bên em là ship COD nhá. Bóc ra kiểm tra đúng cái sản phẩm chất lượng mà em đang giới thiệu ngày hôm nay thì các bác nhận hàng, các bác thanh toán cho bên đường bưu điện là xong. Đấy, rất là đơn giản thôi. Còn khi các bác có nhu cầu đặt hàng nhá,
thì đơn vị của em ấy thì sẽ đóng hàng như thế này. Đây là chỗ tay cầm này, bọc một lớp cát tông bên ngoài, xong bọc ba bên ngoài dán băng dính. Thân của kéo thì em bọc bằng bao như này. Đây, đấy các bác thấy không? Còn về bộ phận của trên kéo thì nhà em sẽ bọc như này. Các bác yên tâm nhá, các bác cứ yên tâm về đến nơi các bác nhận hàng, có cong, có lỗi, có trục trặc gì thì các bác cứ gửi hàng về ngay cho em, thì em gửi cái mới hoàn toàn cho các bác. Đấy, tránh trường hợp là hàng trục trặc thì các bác cứ phải kiểm tra ngay cho em. Cái đấy là quyền lợi lớn nhất của các bác. Thì thôi, bây giờ cái video em xin phép là kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video và ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.